Cô xin chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta sẽ học chữ Y và cách viết chữ Y. Đây là chữ Y in hoa. Đây là chữ Y in thường. Đây là chữ Y viết thường. Chúng ta cùng đọc lại nhé. Y Y Y Y Y Sau đây là một số ví dụ có chữ Y. Y tá. Đá quý. Cái ly. Yên xe. Sau đây là cách viết chữ Y. Chúc các con học và viết chữ Y thật tốt nhé. Chào tạm biệt các con.